Xin chào khán giả của kênh YouTube Tết Trần TV. Hôm nay thì mình Thái Linh sẽ thay anh Tết một phần nhiệm vụ. Hôm nay mình đang có mặt ở Sơn Động huyện Quảng Xương. Chúng ta sẽ đến với lễ hội bóng đá tại Sơn Động huyện Quảng Xương với buổi tập của các thủ Hoàng Gia Lai. Đây buổi tập rất đặc biệt, không chỉ là một buổi tập mở mà còn là buổi tập được chứng kiến sự quan sát và theo dõi của rất nhiều các cổ động viên có mặt trong sự kiện do nhà tài trợ Red Bull đứng ra tổ chức. Và hãy cùng mình đến với hình ảnh đáng chú ý có trong buổi tập ngày hôm nay các bạn nhé. Trước mắt các bạn là hình ảnh cao thủ Hoàng Gia Lai bước xuống xe và tiến vào sân vận động Quảng Xương Thanh Hóa. Đây là buổi tập diễn ra trước 2 ngày trận đấu giữa Hoàng Gia Lai với đội chủ nhà Thanh Hóa ở vòng 25 V-League 2022. Lúc này các cổ động viên Thanh Hóa có mặt tại sân vận động Quảng Xương đang phải đội áo mưa, trời mưa khá là dày. Thời tiết khá khó chịu, tuy nhiên điều này không hề làm giảm đi tình yêu của các cổ động viên với những thần tượng bằng xương bằng thịt mà họ sắp được chứng kiến sau đây ít giây. Huấn luyện viên Kia Sắc đang đi qua một rừng tay của các cổ động viên. Trong này có rất nhiều các em nhỏ tới từ các trường học lân cận quanh thành phố cũng như huyện Quảng Xương. Còn đây là Văn Toàn. Sau đó là một loạt các ngôi sao khác như là Xuân Trường, Văn Thanh, Tuấn Anh hay Hồng Duy. Công Phượng thì tiếp tục không có mặt trong buổi tập này. Trước đó thì ở trận đấu gặp Hà Tĩnh, Công Phượng cũng không có tên. Theo một số thông tin tìm hiểu thì cầu thủ này gặp một chấn thương nhẹ và phải ở lại Pleiku điều trị. Dù chỉ là một sân vận động ở huyện, tuy nhiên thì sân Quảng Xương có mặt cỏ khá đẹp, mặt cỏ nhân tạo rất phù hợp cho những bài tập chiến thuật của Hoàng Gia Lai. Một đội bóng ưa thích đồ chơi bóng ngắn và thường xuyên phải yêu cầu một mặt sân có chất lượng mặt cỏ phải đạt tỷ lệ chuẩn cao. Các cổ động viên bên ngoài vẫn đang rất là kiên nhẫn để xem buổi tập. Họ đang chờ đợi khoảnh khắc sau khi buổi tập kết thúc để có thể xin được chữ ký của những thần tượng bằng xương bằng thịt. Lúc này các thủ Hoàng Gia Lai về cơ bản đã hết mục tiêu ở V-League nên đội bóng này có thể ra sân tập luyện với một tinh thần thoải mái. Mục tiêu còn lại của đội bóng phố núi sẽ là trận bán kết quốc gia, nơi mà họ sẽ cuộc đối đầu với Hà Nội ngay sau trận đấu với đội bóng thủ đô ở vòng đấu cuối cùng của V-League 2022. Cả Thanh Hóa và Hoàng Gia Lai ở hiện tại lúc này đều đã không còn mục tiêu. Họ chỉ còn một động lực duy nhất là thi đấu cống hiến để cho khán giả một trận đấu hay, đẹp mắt, cũng như có thể cải thiện thêm những vị trí trên bảng xếp hạng. Trước khi buổi tập diễn ra thì các cổ động viên tới tham dự sự kiện Red Bull ở sân vận động huyện Quảng Xương cũng đã có những hoạt động vô cùng bổ ích và thú vị. Vừa được uống các sản phẩm của Red Bull cũng như được tham dự các trò chơi và nhận cả những phần thưởng về cho bản thân mình. Các bạn,
Ngoài ra, những cổ viên tới sân cũng đã được check-in với những tấm biển banner của huấn luyện viên Kiyasak và cao thủ Hoàng Gia Lai. Và đây là một trong số trò chơi bổ ích, lý thú của ngày hôm nay. Một cô bé đang tâng bóng trong trò chơi tâng bóng mà ban tổ chức đề ra. Mà tâng bóng rất là điều luyện, không hề thua kém những tuyển thủ quốc gia. Sáu, bảy, tám, chín, mười. Hai mươi. Hai chín, ba mươi, ba bốn. Rất tiếc quay thi phần tổng cuộc là ai vậy? Rồi, xin chúc mừng bạn Nam lên đây nhận quà nào. Chúng ta hãy cầm và rơi thật cao phần quà của mình lên được không? Rất cao lên. Rồi, nhìn xuống bên dưới, cười thật tươi. Chúc mừng nhá, cười tươi thế nào. Cười đưa lên, đưa lên. Rồi, thật khởi mà. Quay trở lại với buổi tập thì trong buổi tập này các thủ Hoàng Gia Lai không vận động quá nhiều. Họ chủ yếu tập những cái bài tập thể lực cũng như tham gia những cái phần thi đối kháng cũng tương đối nhẹ nhàng. Rõ ràng lúc này việc giữ chân các cầu thủ làm sao cho hợp lý cũng là một điều mà ban huấn luyện Hoàng Gia Lai cần phải lưu tâm. Mặc dù đã hết mục tiêu ở V-League nhưng trước mắt các cầu thủ Hoàng Gia Lai họ vẫn còn đấu trường cúp quốc gia. Họ chỉ còn cách chức vô địch của giải đấu này 2 trận đấu nữa. Và nếu như có thể giành chiến thắng trước Hà Nội ở trận bán kết quốc gia thì cơ hội để thành trò huấn luyện Kiyasak lên ngôi ở đấu trường này sẽ là rất rộng mở. Đây là một cậu bé may mắn khi được chữ ký của Văn Toàn. Vì sao nó may mắn? Bởi vì cậu bé này đã vượt rào. Tức là lúc này thì cao thủ các cổ động viên chưa được vào sân đâu. Tuy nhiên thì cậu ấy vẫn mạnh dạn để vào sân để xin được chữ ký của Văn Toàn. Có thể thấy được sự vui mừng của anh chàng này khi là một trong những người đầu tiên xin được chữ ký của cầu thủ mình yêu thích. Tất nhiên là một lát nữa thì các cầu thủ cũng sẽ ký tặng các cổ động viên thôi. Hình ảnh đó thì các bạn sẽ được chứng kiến sau. Từ người một ai cũng sẽ có phần chữ ký cũng như là phần hình ảnh lưu niệm của mình thôi. Anh Vinh ơi. Các bạn ơi, chúng ta không thể. Các bạn ơi, không thể lùi sau này để tạo không di chuyển ra phía ngoài hàng rào. Giữ nguyên tại vị trí của mình giúp chúng tôi ạ. Và xin mời chúng ta sẽ nhập hào vào cho. Nào, không cúng tụng dạ, bạn nào cũng có hết. Bạn nào cũng có hết từ từ. Cảm ơn chúng ta vui lòng phát triển sức khỏe giúp chúng tôi được không ạ? Đâu, thôi.
Xin mời các thành viên của hội viên chúng ta hỗ trợ các vận động viên chúng ta vào. Và xin mời các bạn di chuyển ra ngoài giúp chúng tôi. Không chỉ được xin dự thi của các cầu thủ mà mình yêu thích, các cổ viên tới sân Quảng Xương còn có cơ hội nhận những phần quà sau khi buổi tập khép lại, và đã có một số bạn may mắn nhận được những phần thưởng từ nhà tài trợ Red Bull là những chiếc áo đấu cùng với lại quả bóng nhà tài trợ chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Những hình ảnh này cũng thay cho lời kết trong video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo trên kênh Tech Trần TV. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.